nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh gây bất ngờ khi mang đến tiểu phẩm mới trong chương trình Xuân Phát tại 14 sau thời gian dài ít xuất hiện trên các sân khấu trong nước. Chương trình nhạc kịch Xuân Phát tại 14 công diễn và ghi hình tối ngày 13 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hiếm hoi nhận lời xuất hiện vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Hoa Dương. Nghệ sĩ vào vai một bác sĩ trong tiểu phẩm Làm đẹp đón xuân, diễn cùng Mạc Văn Khoa, Hoàng Sơn và Gia Linh. Tiểu phẩm xoay quanh một đôi vợ chồng vô tình cùng đến một bệnh viện tìm bác sĩ tư vấn về sức khỏe. Người vợ muốn nâng ngực vì nghi ngờ chồng chán vợ nên đã ngoại tình. Trong khi người chồng vì những vấn đề khó nói mà lảng tránh vợ. Nghệ sĩ Hoài Linh đóng vai bác sĩ, không chỉ tư vấn những vấn đề về sức khỏe mà còn góp phần hàn gắn những mâu thuẫn hôn nhân của bệnh nhân. Vai diễn có màu sắc hoàn toàn khác so với những vai diễn Hoài Linh từng đảm nhận trong Xuân Phát tại các mùa trước. Sự trở lại của Hoài Linh và các đồng nghiệp được ủng hộ nồng nhiệt. Hơn 4.000 khán giả dành cho họ những tràng pháo tay không ngớt khi tiết mục kết thúc. Một, xem. Nhạc. Chủ nhật, ngày 14 tháng 1 năm 2024, 12 giờ 16 phút, GMT 7. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hiếm hoi hội ngộ khán giả thủ đô. HNINSUT Hoài Linh gây bất ngờ khi mang đến tiểu phẩm mới trong chương trình Xuân Phát tại 14 sau thời gian dài ít xuất hiện trên các sân khấu trong nước. Chương trình nhạc kịch Xuân Phát tại 14 công diễn và ghi hình tối ngày 13 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hiếm hoi nhận lời xuất hiện vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Hoa Dương. Nghệ sĩ vào vai một bác sĩ trong tiểu phẩm Làm đẹp đón xuân, diễn cùng Mạc Văn Khoa, Hoàng Sơn và Gia Linh. Chương trình nhạc kịch Xuân Phát tại 14 công diễn và ghi hình tối ngày 13 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hiếm hoi nhận lời xuất hiện vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Hoa Dương. Nghệ sĩ vào vai một bác sĩ trong tiểu phẩm Làm đẹp đón xuân, diễn cùng Mạc Văn Khoa, Hoàng Sơn và Gia Linh. Tiểu phẩm xoay quanh một đôi vợ chồng vô tình cùng đến một bệnh viện tìm bác sĩ tư vấn về sức khỏe. Người vợ muốn nâng ngực vì nghi ngờ chồng chán vợ nên đã ngoại tình. Trong khi người chồng vì những vấn đề khó nói mà lảng tránh vợ. Tiểu phẩm xoay quanh một đôi vợ chồng vô tình cùng đến một bệnh viện tìm bác sĩ tư vấn về sức khỏe. Người vợ muốn nâng ngực vì nghi ngờ chồng chán vợ nên đã ngoại tình. Trong khi người chồng vì những vấn đề khó nói mà lảng tránh vợ. Nghệ sĩ Hoài Linh đóng vai bác sĩ, không chỉ tư vấn những vấn đề về sức khỏe mà còn góp phần hàn gắn những mâu thuẫn hôn nhân của bệnh nhân. Vai diễn có màu sắc hoàn toàn khác so với những vai diễn Hoài Linh từng đảm nhận trong Xuân Phát tại các mùa trước. Nghệ sĩ Hoài Linh đóng vai bác sĩ, không chỉ tư vấn những vấn đề về sức khỏe mà còn góp phần hàn gắn những mâu thuẫn hôn nhân của bệnh nhân. Vai diễn có màu sắc hoàn toàn khác so với những vai diễn Hoài Linh từng đảm nhận trong Xuân Phát tại các mùa trước. Sự trở lại của Hoài Linh và các đồng nghiệp được ủng hộ nồng nhiệt. Hơn 4.000 khán giả dành cho họ những tràng pháo tay không ngớt khi tiết mục kết thúc. Sự trở lại của Hoài Linh và các đồng nghiệp được ủng hộ nồng nhiệt. Hơn 4.000 khán giả dành cho họ những tràng pháo tay không ngớt khi tiết mục kết thúc. Vua hài đất Bắc Xuân Hinh kết hợp với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và Quang Thắng trong tiểu phẩm kể về hôn nhân của một đôi vợ chồng già giàu có. Vua hài đất Bắc Xuân Hinh kết hợp với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và Quang Thắng trong tiểu phẩm kể về hôn nhân của một đôi vợ chồng già giàu có. Xuân Hinh vào vai người đàn ông lúng tuổi, bỗng phải lòng cô giúp việc trẻ và phản bội cuộc hôn nhân 60 năm với vợ. Câu chuyện trở nên trớ trêu khi họ phát hiện cô giúp việc không yêu ông chủ thật lòng mà chỉ mong chiếm đoạt tài sản của ông đem cho bạn trai trên mạng. Các nghệ sĩ cùng luyện tập từ nhiều ngày trước đó với mong muốn đem đến những phút giây thư giãn và tiếng cười thâm thúy cho khán giả. Xuân Bắc, Tự Long và Khánh Linh Manh đến tiểu phẩm Chuyện của mỗi nhà chất chứa tâm sự của hai người đàn ông sợ vợ. Ngoài các nghệ sĩ hài gạo cội, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng, trong đó có Lệ Quyên và Quang Lê. Hai ca sĩ hòa giọng với tiết mục Linh hồn tượng đá. Ngoài những ca khúc bolero quen thuộc, Quang Lê còn mang đến sự mới mẻ với Ngày mai người ta lấy chồng. Bằng Kiều, Minh Tuyết tái hợp trên sân khấu thủ đô với liên khúc của nhạc sĩ Lam Phương mang tên Em là tất cả, Duyên kiếp, Cỏ úa. Minh Tuyết khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thể hiện bản hit Ai chung tình được mãi của Đông Thiên Đức. Quang Hà mang đến không khí sôi động với bản remix Ai vùi nỗi đau này dưới cát. Chương trình do MC Thanh Bạch và Hoa hậu Jennifer Phạm dẫn dắt,
dự kiến phát sóng rộng rãi vào dịp Tết Nguyên Đán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.